Người nào mà chấp trì danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, mà tin tưởng Bồ Tát Quán Âm, gọi là sứ sứ tỳ trung hữu minh nguyệt, gia gia môn nội hữu Quán Âm, ao nào chẳng có ánh trăng mà nhà nào chẳng có Quán Âm hiện hình, nhà nào có thờ Quán Âm mà thành kính là Quán Âm hiện hình trong nhà, âm thầm ngài ứng hiện. Thay vì gì? Thay vì mình đi mình té, ngài ứng hiện là gì? Mình tối mình đi mình té không? Ứng hiện cái đèn nó sáng lên. Nhiều cái ứng hiện lắm. Gọi là gì? Hiển cảm ngầm ứng. Ấn Tổ nói chỗ này, hiển cảm hiển ứng. Có những người ngài ngầm ứng thôi. Nhất là cái ngầm ứng chỗ nào? Lắng nghe nè, lắng nghe nha. Ngầm ứng là khi niệm Quan Âm Bồ Tát, lòng sợ hãi tiêu tan từ 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 từ. Cái lực niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát nó có cái lực vô ý, nó tiêu từ 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 từ, gọi là ngầm ứng. Lắng nghe cái vô ý này. 14 món vô ý. Ấn Tổ tán thán cái 14 món vô ý này. 14 món vô ý thí của Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh Phẩm Phổ Môn. 1. Giúp chúng sanh thoát khỏi khổ não, sanh già, bệnh chết. Người nào mà khổ, mất tiền, mất bạc, khổ về bệnh hoạn, niệm ngài này cũng giúp cho mình. Món vô ý thứ hai, giúp chúng sanh không bị lửa dữ thiêu đốt. Cái này nó có xử lý hết á. Lửa dữ là sân hận bên trong tâm, niệm một thời gian nó tiêu. Lửa bên ngoài mà nhất tâm bất loạn nhảy vô nó cũng không thiêu, thiêu nó cũng không bị... Cái thân thể mình cũng còn yên nguyên, hoặc giả là mình để lại cái hạnh nguyện giống như Bồ Tát Thích Quảng Đức để lại trái tim đó. Thứ ba, giúp chúng sanh không bị nước nhận chìm. Nước giống như người đi biển vượt biên á, nhiều cái câu chuyện này lắm. Chúng ta qua Mỹ người ta kể quá chừng nhiều. Thứ tư, giúp chúng sanh không bị ác quỷ làm hại. Thứ năm, giúp chúng sanh thoát khỏi nạn đau binh. Cái này có cái câu chuyện mà chúng tôi chỉ nói sơ. Có cái ông đó, ổng gặp mấy cái người cô hồn lại đòi mạng ổng, bởi vì ổng cũng là người mà họ gây trở ngại rồi. Không biết làm sao đó, nghiệp báo như thế nào nó tới. Nó cầm cái kiếm nó chẻ từ trên đầu xuống, mà trong tâm ngài niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, niệm trong tâm, nhắm mắt lại cái kiếm chẻ từ trên đầu xuống. Đáng lẽ nó tót làm hai cái mảnh đầu ra, nó trợt rớt cái miếng da, máu chảy ra ướt cái áo lạnh thôi. Rồi nó bỏ nó đi. Ngài nói nếu trong tâm ông này không niệm Quan Âm thì cái đầu ông đã làm hai mảnh. Thì gì? Giúp chúng sanh không bị đau binh, khổ nạn đau binh. Giúp chúng sanh không bị ác quỷ. Giúp chúng sanh thoát gâm cùng xiềng xích. Giúp chúng sanh thoát khỏi giặc cướp. Giúp chúng sanh dứt trừ tham dục. Giúp chúng sanh thoát trừ sân hận. Giúp chúng sanh đoạn trừ si ám. Giúp chúng sanh cầu được con trai. Giúp chúng sanh cầu được con gái. Giúp chúng sanh niệm danh hiệu Quan Âm được vô lượng công đức. Giúp chúng sanh đẻ mau nữa. Hay lắm. Nhưng mà nhớ nghe, hàng ngày mà không có niệm thì lúc gặp khổ đau không nhớ niệm được đâu. Quý vị biết mà, cái người ăn cướp mà họ đang đứng gần mình, chuẩn bị họ lấy dao họ lụi mình, lụi cho chết á. Cái lúc đó mà mình nhớ mình niệm Quan Âm là họ lụi cái, nó không có trúng bao tử á, nó xẹt cái da giống như ông đó, ông chẻ làm hai cái đầu nó trợt. Trời, Bồ Tát Quan Âm ngàn tay ngàn mắt, thiên thủ thiên nhãn mới giúp được cho mình, cho mình sao mà giúp mình thoát nổi cái nạn này ta. Thần chú Đại Bi, khi Bồ Tát Quan Âm vừa phát nguyện tụng lên cái thần chú này bằng tâm thanh tịnh, bằng tâm triệt chứng triệt ngộ, đều xuất hiện, liền xuất hiện ngàn tay ngàn mắt. Yeah. Liền xuất hiện ngàn tay ngàn mắt để cứu độ chúng sanh. Ngài tu cái pháp Đại Bi vô lượng đời kiếp, cho nên ngài mới được cái gì? Cái thân tướng ngàn tay ngàn mắt. Cho nên chúng sanh nào niệm đến danh hiệu ngài là ngài có ngàn tay ngàn mắt, ngài gia trì. Có nhiều người nói như sao? Bồ Tát Quan Âm là tánh nghe trong tâm mình, chứ làm gì có bên ngoài. Chuyện bên ngoài là chuyện mê tín. Thì Ấn Tổ nói như sao? Bạn nói như vậy chỉ chấp lý. Tánh nghe là Bồ Tát Quan Âm là chấp lý thôi. Đừng có phế sự. Sự có Bồ Tát Quan Âm tu thành Phật, có sở chứng và có được nhĩ căn viên thông, chúng sanh nào niệm danh hiệu ngài tức thì ngài sẽ đến cứu khổ ban vui. Nếu trong tâm thanh tịnh mà niệm thì bên ngoài có liền ứng hiện ngay.
Cái đạo lý này Ấn Tổ nói vừa sự vừa lý, viên dung vô cùng. Một số mấy người nói Quan Âm là tánh nghe, đây là tịnh độ, tịnh độ là đây, cần gì đi về Tây Phương tịnh độ bên kia. Nói đó là chấp lý bỏ sự, nói đó là toàn cảnh là Phật thì không phải đâu. Cảnh Ta Bà này là Phật không phải, đó là dành cho các hàng Bồ Tát thì được. Bồ Tát Địa Tạng thì gì, địa ngục cũng là cảnh Phật, ngày xuống đó dễ dàng. Còn mình chui vô đó là ôm cục đồng á nghe, chui vô đó là nằm giường sắt á. Địa ngục ai thấy vậy ta? Chúng sanh đọa địa ngục thấy, Bồ Tát Địa Tạng thấy, Bồ Tát Quan Âm thấy, Bồ Tát Thế Chí thấy. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Thế Chí nói: ê, đừng có đi vô trong đó nghe, ông vô đó là ông kẹt á, ông ra không nổi á. Không, nên nhớ địa ngục cho vô thăm một tí đi. Vô lúng cái mấy đời kiếp nó luôn. Vừa ra rồi cái đánh cái dòng vô lại, Địa Tạng nói: y chà, sao ông vô đi sớm với ông, kêu nhớ quá, nhớ địa ngục quá. Nhớ đó là cái tập khí nghiệp sân hận nó đẩy mình vô. Địa ngục cũng vô rồi phải không? Ngạ quỷ cũng vô rồi. Rồi súc sanh cũng làm rồi, cũng vô rồi. Cõi người thì đang ở đây không nói rồi, Atula cũng vô rồi. Cõi trời đôi khi mình cũng lên trên đó rồi. Rồi đời trước có nhiều lúc mình làm ông vua, ông quan, ông tướng, rồi giàu có, nghèo hèn, cái gì cũng làm hết rồi đó. Nhưng mà có Phật chưa làm không? Làm Phật chưa? Làm chưa? Cái này là ông thầy Nhuận Minh đó. Ông nói cái này hôm nay giấc nhà bắt chước nói lại. Ông nói cái chỗ này chúng tôi thấy hay. Hôm bữa ông dạy đệ tử quy mà công nhận đệ tử quy, bữa nay ông dạy toàn là cao cấp, không làm cho mấy bà già tu chứng, tu tịnh độ không, chứ không phải dạy cho mấy đứa nhỏ nữa. Cho nên tôi nói mấy cái chỗ nào trống trống, mấy bà muốn vô nghe, nghe mấy thầy đi, thầy Hậu rồi thầy Minh rồi mấy thầy ông giảng, tôi thấy trời, ông nói toàn là dành cho mấy người tu tịnh độ toàn là cấp cao không. Ông hỏi mấy đứa làm Phật chưa? Chưa. Làm Phật sướng lắm á ngàn, hôm nay con phát tâm làm Phật, hôm nay con muốn làm Phật. Ông bắt mấy đứa nhỏ đọc cái gì á thì kiểu hay, cái đạo lý này hay. Nếu mà làm Phật rồi đó thì không thể nào mê mờ để làm chúng sanh, để làm gì địa ngục ngạ quỷ, người ở trong súc sanh. Nó đã là gì? Vàng rồng rồi. Mà khi đã là vàng rồng rồi thì gì? Không lẫn lộn tạp chất, hiểu không? Mình có vàng rồng là mình có Phật tánh, mình có tánh đức, mà nó lẫn lộn tạp chất tham sân si phiền não. Cho nên bây giờ mình phải lọc nó ra hết cái phàm thì nó trở thành Phật. Mà đã thành Phật rồi nó không có đọa làm súng sanh lại, si mê lại đâu ngang. Hiểu chỗ này không ạ? Chứ nhiều người người ta quan niệm, người ta nói trời ơi, làm súc sanh, làm Phật, làm người thì làm Phật cũng như làm người, vài bữa cũng làm người lại thôi, chứ làm Phật có giống gì đâu mà sướng vậy. Không phải đâu, phàm phu suy nghĩ vậy chứ, mà làm Phật là làm luôn á. Như Phật A Di Đà ông làm luôn, chứ ông đâu có xuống Ta Bà đi nghênh nghênh như mình đâu. Có xuống là hiện thân các hàng Bồ Tát à, hiện thân các vị tổ à. Đã làm Phật rồi giống như vàng rồng, lúc đó để đem ra sử dụng thôi, làm cà rá, làm nhẫn, làm dây chuyền đồ thôi, giống như vàng rồng rồi, nó không có hư nữa. Còn vàng có tạp chất là làm chưa được. Còn mình đây là gì? Còn phàm phu, cho nên tạp chất phiền não làm phàm phu. Mà muốn làm Phật chỉ có một con đường sinh lộ nhanh nhất, an toàn nhất, không mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, chỉ trong một đời này thôi, đó là về Tây Phương Cực Lạc, gần Phật A Di Đà để làm Phật. Thì con đường này là con đường sinh lộ an toàn nhất. Ấn Tổ nói thời mạt pháp này không còn con đường nào nữa đâu, đừng có mong. Trời, ngài nói ghê thật. Đừng có mong. Cho nên quý vị mà đọc vào tịnh độ, tu tịnh độ rồi mà gặp láng sáng mấy vị thầy mà giảng về gì? Về kinh nguyên thủy, về thiền, về giáo, về mật. Họ có cái năng lực ở trong người họ giảng, quý vị nghe là mất tính tâm niệm Phật, mất chí nguyện vãng sanh. Trời ơi, có một số người, một số nhóm theo mấy thầy học nguyên thủy, ông học mười mấy năm rồi, ông về ông nói kinh nguyên thủy, ông dẫn chứng không có nói về Phật, Đức Phật Di Đà, không có nói về pháp môn tịnh độ, không có nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy đó là vị thần rồi, mê tín dị đoan rồi. Có những người theo tịnh độ thiệt lâu, mấy năm trời rồi, cuối cùng gì? Quay lại bỏ hết tịnh độ, tháo Phật Di Đà xuống. Kinh khủng tội nghiệp, không thể nào tưởng tượng được. Mấy vị này Ấn Tổ nói bên nguyên thủy không có nói về pháp môn tịnh độ, trường A Hàm, tạp A Hàm, tăng nhất A Hàm, những kinh nói về
Tiểu thừa không bao giờ nói về tịnh độ. Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Đại Bảo Tích, Kinh Di Đà, Kinh Pháp Hoa, nói Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Đức Phật A Di Đà, Kinh Hoa Nghiêm, nhất là bộ Kinh Hoa Nghiêm, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong phẩm Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc. Rõ ràng cả một đời Đức Phật nói Kinh Đại Thừa là nói về pháp môn tịnh độ, thế mà giờ đi nghe người khác, đau lòng, thiệt tình là đau lòng. Do mình chưa có tính tâm láng sáng đến hỏi những người khác, còn nghi ngờ mà không chịu đọc văn sao, không hỏi những người tu tịnh độ, khổ ghê. Đúng là chánh giả dưa gặp giả dừa, chánh giả mít gặp sổ sờ riêng rồi, chết rồi. Khổ. Nếu không đọc văn sao kè kè suốt ngày thì niệm Phật một thời gian chán, gặp người khác người ta dích một cái là văn liền, chịu không nổi. Họ có năng lực dữ lắm, họ có năng lực trong tâm họ ghê lắm. Cho nên Ấn Tổ nó, ông tu tịnh độ, ông đọc văn sao, ông đọc ngũ kinh tịnh độ, ông đọc những luận của Ngài Thiên Thân, luận vãng sanh, ông mà sớ rớ đọc những sách khác, không có thời gian để hàm dưỡng huân tu pháp môn tịnh độ. Rồi một thời gian ông mất cái chí nguyện tịnh độ, ông mất chí nguyện vãng sanh, ông không thích niệm Phật. Rồi ông gặp người khác nó kéo ông một cái là đi cái vèo mất luôn. Uổng lắm, tôi nói ông uổng lắm. Ghê không? Hàm dưỡng mình giống như một cái đứa con nhỏ mới đẻ ra, hàm dưỡng kỹ lắm. Thế vị thầy đó là phải hàm dưỡng rất kỹ. Ngày Lý Bỉnh Nam, mỗi lần mà Ngài lên Ngài giảng xong, có vị hòa thượng nào đến, Ngài cúng dường xong Ngài thỉnh đi. Hòa thượng Tịnh Không hỏi, ổn sao hòa thượng không, sao thầy không thỉnh hòa thượng đó giảng? Kêu hòa thượng đó tu giáo, tu thiền, tu mật, tu những pháp môn khác, ta mời giảng đi rồi bắt đầu nói pháp môn tịnh độ không có, Cực Lạc không có. Hoặc họ nói cái pháp môn của họ không, làm như vậy không khác thì ta cho họ vô câu cá. Ta nuôi mấy con cá này cực dữ lắm, cho nó ăn hàng ngày rồi nuôi dưỡng cho mấy con cá, là mấy con người này, ví dụ như con cá đó, mấy con người này ta hàm dưỡng khó khăn lắm. Bây giờ họ đến cho họ câu đi hết trơn, uổng công lắm, đúng không? Ở Tịnh Thất cũng có mấy con cá niệm Phật mấy năm nay rồi, bây giờ bị người ta câu đi hết trơn rồi. Mấy con cá, mấy cá tỳ kheo chứ không phải mấy con cá nhỏ nhỏ nha, mấy cá tỳ kheo là gốc cội lắm rồi đó. Mà cuối cùng cá này đưa vô cái bật cái văn này mất tiêu. À, cũng do mình lòng bồn chộp, lòng bợp chộp, không tin tịnh độ, nôn nóng, văn mất. Trời, nuôi dưỡng mấy con cá Tịnh Thất cũng cực lắm, cho ăn cơm rồi cho quần cho áo, cho xây phòng để ở, rồi cuối cùng mấy con cá này nó bị người ta câu đi mất tiêu, thiệt là uổng ghê gớm. Rồi xe xẻ nó bắt mấy con cá đi nữa, nó lặn xuống nó dớp đi mất. Lắng nghe chỗ này nha. Thầy thuốc dù giỏi cũng trị được bệnh, không trị được nghiệp. Như tử trọng ruột bị lét, hôm bữa có cái câu chuyện này nè. Như tử trọng ruột bị lét nặng, thầy thuốc bảo không phải, không giải phẫu không xong. Bà thiếm tư của ông chẳng đành lòng nên chẳng chữa, cùng đức chương liều mạng niệm Phật, niệm kinh Kim Cang. Năm ngày khỏi bệnh, bệnh này đáng kể, cực nặng, cực nguy hiểm, nhưng chẳng chữa, sau 5 ngày liền lành. Bệnh điên cổ tử tường thuộc về túc nghiệp, bà thiếm tư của ông do chí thành tụng niệm mà liền khỏi. Ghê không? Bệnh này gọi là bệnh điên, bệnh tâm thần mà vẫn nhờ người khác tụng hồi hướng công đức lại hết. Cho nên cái đạo lý mà hôm trước vừa rồi chúng tôi đi lên trên cái chỗ làm tượng á, thầy nhật nguyện hồi trước thầy làm phó ban hộ niệm, thầy bị bệnh quá chừng, lúc trước thầy bị bệnh chúng tôi cũng lên chia sẻ nhiều lắm. Bữa nay thầy nói một câu mà chúng tôi mừng thực sự trong lòng, huynh đệ giúp nhau được mừng lắm, không phải giúp tiền bạc gì, nhưng mà thầy nghe lời chúng tôi, cái thầy ra thầy làm tượng, thầy sơn tượng, thầy vận động, thầy công phu. Lúc trước thầy hộ niệm thầy lo đi tối ngày giấy báo tử chuyện này chuyện nọ, lo tối ngày thầy vô phòng hộ niệm thầy cũng mệt mỏi, thầy cũng không, lúc đó không có lạy nhiều nữa. Thầy kêu bây giờ thầy giữ hai thời công phu, thầy niệm Phật được, thầy ngủ được, bữa nay thầy ăn được, thầy khỏe lắm rồi. Ông nói tiếng Bắc, bữa nay con khỏe lắm rồi sư phụ ạ. Trời ơi, nhìn thấy tôi thương hoan hỷ quá chùng. Tôi kêu đó, ông nghe lời tôi, ông đâu có sai đâu, thấy không? Mừng còn hơn ông cho bao nhiêu tiền, ông đi bán cà rem ông lấy mấy tỷ về cũng không bằng mình mừng ấy. Không, sự thật, bán cà rem làm gì có mấy tỷ không? Thí dụ bán cà rem có mấy tỷ về cũng không mừng bằng, không sự thật. Khi mà nói gì? Khi mà nói bệnh tim thì toàn thân của mình là gì? Nước nó nhiễm bệnh tim hết rồi.
Khi mà nói đến rối loạn tiền đình thì toàn thân mình bị rối loạn tiền đình hết luôn, thần kinh trong toàn thân luôn. Khi mà nói là niệm Phật là chuyển được nghiệp, lễ Phật chuyển được nghiệp, làm công quả có phước báu. Cho nên trong nhà chùa kinh nghiệm hơn 30 năm chúng tôi nói kinh nghiệm công phu phải có công quả. Nếu người công phu nhiều quá, lễ Phật không có công quả thì người này cũng trở ngại. Ai nấu cơm cho mình ăn, ai quét dọn sân vườn, ai lo lắng cho mình phải gì? Có công quả, làm một cái việc gì đó công quả. Động tay nhấc chân một tí. Mà người đó công quả không mà không có công phu thì gặp phiền não chịu không nổi, dân. Cho nên công quả công phu là giống như con chim có hai cánh. Công quả là phước báu, công phu là trí tuệ mà. Con chim có hai cánh là phước báu và trí tuệ nó bay được. Còn nếu mà con chim mà nó chỉ có một cánh thì nó gì? Nó vỗ bạch 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 là nó nghiêng nó rớt xuống. Còn các vị hồi xưa mà họ nhập thất, họ ở trong động như Ngài Quảng Khâm là nhiều đời là các vị Bồ Tát họ tích trữ cái công quả, cái phước báu quá lớn rồi. Bây giờ họ đến chỗ nào đó là khỉ hái cây, trái cây cho họ ăn. Còn mình vô đó khỉ nó tới nó hừ, nó báo mình thêm cho nó làm cho mình sợ thêm, cho nó báo lấy trái cây gì bao giờ. Đâu có phước báu đâu. Công quả công phu. Phật tử bên ngoài thì gì? Không có tiền mình về đây mình quét dọn chùa chiền, làm một chút xíu, quý vị thấy mắt phàm như vậy chứ mà còn các vị long thần hộ pháp, mình quét cái nhà sạch sẽ, các vị bình thường người ta, người còn sống thấy bình thường mà các vị long thần hộ pháp họ vui. Người này biết làm phước, làm thiện, biết công quả, chùa chiền sạch, các vị hộ pháp vui một cái là cái phước của mình lớn lắm. Còn vô ăn mà xả rác, mà ăn mà kiếm chuyện, mà ăn mà kình lộn nữa là hộ pháp đuổi đi sớm, chắc chắn như vậy. Những cái điều này là chúng tôi nói sự thật chứ không phải nói chuyện mà nó viển vông đâu quý vị. Nên ra những người mà bệnh mà thực sự mà chịu niệm Phật, chịu lễ Phật, một ngày chỉ cần 50 lạy thôi, một ngày chỉ 50 lạy thôi, kéo dài 6 tháng chắc chắn bệnh gì cũng tiêu. Cái ông này ông gặp hòa thượng chỉ cho ông rồi, hòa thượng Tịnh Không chỉ cho ông. Tôi dám chắc cái ông một ngày 50 lạy thôi, ông làm 6 tháng đừng có bỏ là chắc chắn ông hết bệnh, mà đúng thiệt hết bệnh. Cho nên ra là phàm phu mình cái gì cũng nương người khác. Hôm qua chúng tôi phủi tóc cũng có con dao, con dao người ta làm mình cũng nương người khác. Sáng nay ăn cơm cũng nương thầy Nhuận Ngữ nấu chứ không thôi đâu, ông đưa gạo sống làm sao ăn. Mặc áo cũng có người dệt vải, người ta may y cho mình, mang cái đôi dép, mang cái đôi vớ. Ấn Tổ nói từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc trong đến việc ngoài, từ việc hèn đến việc sang, không có chuyện gì mà không nương vào người khác. Đến nỗi có cái thân này cũng phải nương cha mẹ, chui vô trong bụng mẹ, tinh cha huyết mẹ. Rồi do cha mẹ mình bắt đầu lớn lớn lên, khi chết rồi người ta cũng thiêu, khiêng mình bỏ vô trong hòm đi thiêu. Từ lúc sống đến lúc chết, từ việc nhỏ đến việc lớn, không có cái gì không nương vô người khác. Thế mà riêng Phật lực không nương, thiệt là si dại điên cuồng đến thế. Phật lực nương để mà liễu sanh thoát tử, thế mà không chịu nương. Thank you.